nhiều lúc vô thấy kẹt, nhưng mà em Út đã biết chỗ của anh rồi, biết ở đây rồi, thì 3 ngày sau em Út lại đây, anh Vinh đàng hoàng chưa? Chứ anh không có để cho em Út trong cái một lần thứ tư nào hết, đó là lần thứ hai nào hết. Thì nếu anh nghĩ vậy thì nghe từ đầu em đâu có đi vô đây để phải để cho anh hứa hẹn nữa. Chưa được, nhưng mà bây giờ nếu mà anh chưa lo được anh phải trả chứ phân nửa, còn phân nửa em cho anh hiếu lại chứ không có để cho anh hẹn hoài. Là bữa nay là anh nói anh lo không có kịp cho em mất 3 ngày nữa chị nữa chứ. Không biết làm sao em không biết làm sao anh phải chạy trong ngày hôm nay chứ em từ Kiên Giang đi vô đây chứ không phải là gần đâu mà để anh hứa hẹn. Thì anh nói với em vậy đó, là anh làm ăn vẫn giữ uy tín với bạn với Đàng Hoàng, nhưng mà có cái là tại hoàn cảnh chị đã hoàn cảnh đó. Cái đó đâu có liên quan tới em, nhưng mà hẹn anh nhận rồi giờ tiền anh phải trả chứ đâu phải để anh phải nói hẹn đúng không? Nhận là trả. Anh làm ăn bây giờ nè, hàng tiền trao cho Mút, hàng anh nhận rồi, tiền em còn thiếu buộc anh bây giờ bữa nay anh phải làm sao anh toán đủ cho em. Em không có thông cảm được cho anh nữa. Bữa nay là ngày cuối rồi. Dạ, à, thì anh nói với em gì đó, hiện giờ bữa nay là anh xây không chịu nha. Còn nếu mà em gấp quá, hoàn cảnh em gấp quá thì em chiều mơ cả khoảng 5 giờ như vậy. Rồi bữa nay á là bắt không lẽ từ Kiên Giang chạy vô thêm lần nữa để lấy tiền anh. Dạ, bây giờ đã em đích thân đi vô tới đây rồi, bây giờ không lẽ đi thêm chặt nữa. Em cũng thông cảm cho anh thật sự là vậy. Nhưng mà anh nói như là nó có điện bất tử quá cho nên phải như bây giờ ở trển á, ví dụ như em hồi sáng em điện á, em khỏi cần vô anh cho còn là 12.970.000, anh trả trước 5 triệu ghi này gì đấy thì 12.970.000 trừ lên 5 triệu còn 12 triệu nè. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa